Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Nóng, mức phạt nồng độ cồn đổi mới, người dân cần nắm rõ kẻo mất oan. Vừa qua, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết với tinh thần xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 21.000, tương đương 277% so với Tết năm ngoái. Về mức phạt đối với những tài xế vi phạm nồng độ cồn được quy định chi tiết tại Nghị định 100 của Chính phủ, theo đó, mức phạt cao nhất có thể lên tới 30 đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 22 đến 24 tháng. Mức phạt cụ thể như sau. Đối với người điều khiển xe máy chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở, mức tiền phạt phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, điểm C khoảng 6 điều 6. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng, điểm D khoảng 10 điều 6 vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức tiền phạt, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, điểm C khoản 7 điều 6. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng, điểm E khoản 10 điều 6. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức tiền phạt, Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, điểm E khoảng 8 điều 6. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng, điểm G khoảng 10 điều 6. Đối với người điều khiển ô tô, chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Mức tiền phạt, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, điểm C khoảng 6 điều 5. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng, điểm E khoảng 11 điều 5 vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức tiền phạt phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, điểm C khoảng 8 điều 5. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng, điểm G khoảng 11 điều 5. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức tiền phạt Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, điểm A khoảng 10 điều 5. Hình phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng, điểm H khoảng 11 điều 5. Trước tòa, họ khai gì? Tới giờ, dân ta có vẻ đã bão hòa với chuyện quan chức tham xếp hàng vào lò. Quý vị thân mến, hiện tại đã và đang xét xử đại án những cựu cán bộ thiếu sự vô tư trong sáng, quyết sách sai lầm phải trả giá trước pháp luật. Tiền, rất nhiều tiền đã được đưa cho họ, nhiều tới mức cỡ nhà thơ lơ mơ như tôi ngồi rất lâu dùng cả công cụ hỗ trợ là máy tính để nhân chia cộng trừ xem số tiền họ nhận bằng đô la thì quy ra tiền Việt là bao nhiêu và số tiền Việt họ nhận thì phải viết bằng bao nhiêu số không cho tròn tính mãi vẫn lẫn lộn lung tung và nhiều thế nhưng với họ thì nhẹ hều ông thì tớ cảm ơn ông thì coi nó như cảnh đào tết ông nữa thì sự chia sẻ mấy chục tỷ mà là chia sẻ bà thì coi cái thùng xốp đựng rất nhiều tiền đô, tới 5 triệu đô chỉ là thùng xốp. Nói thêm, chưa bao giờ mà thùng xốp lại phát triển như thế trong thời đại hiện đại này, nó dùng để cho hàng vào đấy, nhất là thực phẩm đông lạnh gửi cho người nhà. Nhờ thùng xốp mà những nào là gà, heo, bò cho tới hải thủy sản, kể cả trà sen tây hồ được gửi xe một đêm là tới tay người nhận vẫn tươi nguyên và cái công năng của nó được phát huy lên tới tiền đô nhiều chục triệu đô khiến cho thùng xốp giờ vẫn là một thế lực không chỉ các ông bị bắt và giờ ra tòa xử tức là bắt đầu lâu rồi mà các ông mới bị bắt cũng lộ sáng nhiều chuyện ông trần văn hiệp chủ tịch tỉnh lâm đồng bỗng nhiên vắng mặt ở trụ sở hơi lâu tỉnh phải xin phép thủ tướng cử người khác họp thay rồi có quyết định khởi tố và bắt thì mọi người mới biết là ông bị câu lưu mới bắt để điều tra thì gia đình tự nguyện nộp lại 4,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Thế là rõ, chưa cần cơ quan điều tra công bố kết luận điều tra, gia đình ông đã tự công bố một phần. Tự nó nói lên rất nhiều điều. Các ông ấy nhận tiền và biết nhận là sai, có kiểm đếm đàng hoàng nên mới vừa bị bắt, gia đình đã phải biết là nộp lại từng ấy tiền là theo cách tính của họ chứ chưa phải của cơ quan điều tra và ra trước tòa thì điệp khúc không biết đấy là tiền hối lộ, là cành đào, là cảm ơn, là chai rượu vân vân sẽ diễn ra như đã từng. Mấy ông mới bị bắt, Chủ tịch An Giang, Chủ tịch Lâm Đồng ấy, Bí Thư Bến Tre ấy, trước khi bị bắt lấy phiếu tín nhiệm vẫn đạt khá cao. Lại nhớ ông Trịnh Văn Chiến, tài tiếng thế, dân tình kêu thế, nhưng bác này vẫn bình yên cho tới khi bị bắt. Và khi bị bắt thì gia đình ông cùng gia đình cựu chủ tịch Nguyễn Đình Xứng chắc tự nhầm, chưa cần bị tuyên án, bèn nộp cho cơ quan điều tra 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đây là các cán bộ không liêm chính. Giờ thành củi rồi còn nhớ trước đây, từng hứa trước dân, nhắc nhở gì với nhân viên, phải thế này, thế kia. Nhưng bản thân các bác ấy khi lộ sáng, bị điều tra hay đứng trước tòa thì rất thế kia, thế này. Và cuối cùng, khi được kết luận, các bác ấy đã sai liên tục. Sai có hệ thống, xài nhẹ hều, sai kiểu tớ cảm ơn. Ở đây, nó chính là sự thể hiện nhân cách rất kém, không chịu nhận trách nhiệm. Nói thẳng ra là các bác ấy hèn, có gan ăn muống, có gan lội hồ, các cụ ta đã đúc kết. Ở các loại củi bây giờ, ta toàn thấy người thích ăn muống nhưng không dám lội hồ, khôn thế quê tuổi đầy, giờ dân hay nói thế. Phát hiện xe máy gửi 7 năm ở sân bay Tân Sơn Nhất chưa ai lấy, hàng trăm xe khác bị bỏ quên. Thưa quý vị, kể từ khi hoạt động vào tháng 5 năm 2016, đã có nhiều người đến gửi xe máy tại nhà xe ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất rồi bỏ quên. Đến nay, số xe đó đã lên hơn 650 chiếc, nhiều xe trong tình trạng đóng đầy bụi bẩn, hoen dỉ. Có mặt tại nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất tầng 3 và tầng 5, phóng viên không tránh khỏi sửng sốt khi có đến vài trăm chiếc xe máy thuộc diện quá hạn để lâu không ai đến lấy. Số xe này được sắp xếp ngay ngắn trong một góc nhà xe kèm theo tấm bảng thông báo khu vực xe quá hạn theo quan sát, tại đây có nhiều loại xe máy như xe số, xe tay ga, biển số xe phần lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Điểm chung của số xe máy vô chủ này là tất cả đều cũ nát, đóng bụi dày đặc, lốp xe xẹp lép, máy móc cũng hoen dỉ theo thời gian. Trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng vận hành công ty cổ phần đầu tư TCP, đơn vị quản lý giữ xe nhà xe quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, Kể từ khi đưa vào hoạt động tháng 5 năm 2016, đã có một số khách hàng vào gửi xe, nhưng đến nay vẫn chưa đến nhận lại. Đến nay có khoảng 650 xe máy đã gửi quá hạn trên 30 ngày, do đó chúng tôi phải di rời, bảo quản các xe máy gửi quá hạn tại khu vực riêng của nhà đệ xe. Theo ông Tuấn, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do khách hàng vào gửi xe để quá lâu và đến nay chưa nhận lại. Hàng tuần, hàng tháng, nhà xe sẽ thống kê di rời về khu vực xe quá hạn, làm vệ sinh đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ việc hàng trăm xe máy vô chủ để lại đây thời gian dài sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp nhất là chi phí cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy xe quá hạn mặc dù được quản lý bảo quản chặt chẽ loại bỏ các nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng chiếm dụng nhiều không gian của nhà đề xe bị xuống cấp theo thời gian và ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà giữ xe sân bay tân sơn nhất tôi mong cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ hướng dẫn để doanh nghiệp có hướng xử lý xe quá hạn theo đúng quy định của pháp luật Đồng thời cũng mong các cơ quan báo chí thông tin đến người dân, hành khách gửi xe theo đúng quy định của nhà xe, tránh để xe quá lâu, từ đó giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn nữa trong thời gian tới, ông Tuấn cho hay. Nhà giàu vỡ mộng vì mua shop hầu giá chục tỷ đồng nhưng chỉ thu được tiền lẻ khi cho thuê. Vâng thưa quý vị, nhà phố thương mại hay còn được gọi là shop house từng được đánh giá là phân khúc bất động sản hái ra tiền, bởi ngoài việc tăng giá theo thời gian, sản phẩm này tạo ra dòng tiền tốt khi cho thuê kinh doanh. Giá bán phân khúc này trong những năm gần đây liên tục tăng mạnh, thậm chí tại một số khu đô thị giá tăng nhanh chóng mặt gấp 2 đến 3 lần. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, giá shop house tại nhiều nơi liên tục giảm, tình trạng vắng khách thuê xảy ra cả với những shop house có vị trí đẹp. Nếu có khách hỏi thuê thì giá cũng bị ép rất rẻ. Anh Nguyễn Văn Thái, một nhà đầu tư bất động sản ở Hà Nội chia sẻ, cuối năm 2021, anh mua một shop hào có diện tích 75 m2, xây dựng 4 tầng tại khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai với số tiền 17 tỷ đồng, trong đó có 4 tỷ đồng vay ngân hàng. Tuy nhiên, cả 2 năm qua tiền cho thuê căn shop hào không đủ trả lãi ngân hàng. Lúc tôi mua shop hào này đúng vào thời điểm dịch Covid-19, tôi phải chấp nhận cho thuê 15 triệu đồng, nhưng đến nay chưa kịp tăng giá, khách thuê lại thông báo dừng thuê, anh Thái nói. Theo chủ shop hào này, dù hiện nay lãi suất đã hạ nhiệt nhưng mỗi tháng anh vẫn phải trả cả gốc và lãi khoảng 50 triệu đồng một tháng, trong khi các khoản đầu tư khác của tôi cũng đang gặp khó khăn. Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay trên địa bàn Hà Nội, nhiều căn shop hầu hiện đang được mời thuê với giá chỉ từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng, trong khi đó giá mua của những căn shop hầu này ở thời điểm thị trường sôi động đều 10 đến 15 tỷ đồng một căn. Một số shop hầu nằm ở vị trí đông đúc dân cư, thuận lợi kinh doanh nhưng cũng treo biển cho thuê thời gian dài không có khách thuê. Thậm chí tại nhiều khu đô thị, dù giá thuê khá thấp, song nhiều mặt bằng đã bỏ trống cả năm nay vẫn chưa tìm được khách thuê, tạo nên khung cảnh hoang vắng điều hưu Chủ shop hầu sẽ có nguy cơ bị lỗ phải bán tháo. Theo một số môi giới chuyên cho thuê mặt bằng kinh doanh ở Hà Nội cho biết, không chỉ shop hầu, nhiều mặt bằng cho thuê trên trung tâm thành phố bị bỏ trống do các chủ kinh doanh không cân đối được chi phí vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự khó khăn của nền kinh tế hiện tại. Chủ các shop hầu kỳ vọng tình hình kinh doanh sôi động trở lại, nhưng đến nay nguồn khách cũng không còn tấp nập như thời điểm trước kia. Từ đó việc kinh doanh ế ẩm thì việc trả lại mặt bằng là giải pháp được nhiều người thuê lựa chọn. Mặc dù nhu cầu tìm thuê mặt bằng kinh doanh tại thời điểm hiện nay vẫn lớn, nhưng nhiều chủ nhà không đồng ý giảm giá mặc dù đã để chống trong thời gian dài, một môi giới cho biết. Đặc biệt khi khách hàng phải trả lãi ngân hàng thì mức lãi suất sẽ khoảng trên 10% một năm, do đó nếu giảm giá nhà cho thuê thì chủ sắp hầu sẽ có nguy cơ bị lỗ thậm chí phải bán tháo nhà